Đè bẹp nhược tiểu ngày ra quân, cả Campuchia tự tin vượt mặt Việt Nam, Thái Lan giành huy chương vàng. Chủ nhà U22 Campuchia bước vào SEA Games 32 với trận ra quân bảng A gặp Đông Timor. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, đoàn quân của vị huấn luyện viên Honda ngay lập tức giành thế chủ động. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, Campuchia có cơ hội mở tỷ số. Tuy nhiên, Lim Pison lại có một cú dứt điểm chạch cột dọc ở tình huống đối mặt. Sau pha bóng này, U22 Đông Timor bất ngờ vùng lên và có những pha bóng uy hiếp khung thành của đội chủ nhà. Do vậy, dưới sự cổ vũ của khán giả, Campuchia đã tìm được bàn khai thông thêm bế tắc. Ở phút thứ 38, có bàn mở tỷ số, đội chủ nhà đã thi đấu thêm phần hưng phấn. Đến phút cuối cùng của thời gian hiệp 1, vẫn là Choi Soon-ji bất ngờ lao lên có một cú dứt điểm quyết đoán vào góc hẹp tung lưới của Đông Timor lần thứ 2, tạo cú đúp cho riêng mình. Để thua hai bàn trong hiệp 1, những phút đầu của hiệp 2, Đông Timor dồn lên tấn công. Phút 56, cầu thủ bên phía của Đông Timor đã có pha đi bóng sũng mãnh vào một cú dứt điểm chéo góc quyết đoán, nhìn thấy rằng bóng đi chạch khung thành. Còn đối với Campuchia, trong phần lớn quãng thời gian của hiệp 2, họ thi đấu ung dung và tập trung rèn những bài phòng ngự. Tuy nhiên, khi có thời cơ với mũi sáp tấn công như là Chantea hay là Lim Pison vẫn mở tốc độ để uy hiếp khung thành của đối phương. Mài tấn công, U22 Đông Timor nhận hồi mã thương từ Campuchia. Phút 73, từ pha tấn công đơn giản, bóng tuồn vào trong cho Jotana, cầu thủ số 19 bình tĩnh dứt điểm vào góc xa, hạ gục thủ môn của đội bạn. Từ pha dướn bóng thì Jotana đã đánh bại hàng phòng ngự đối phương trước khi căng ngang, và việc còn lại của Lim Pison đó chính là quá đơn giản để bóng vào lưới trống. Chiến thắng chung cuộc 4-0, Campuchia chính thức đứng đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Trên khắp diễn đàn bóng đá, cổ động viên của chủ nhà SEA Games được dịp gáy vàng to rất lớn. Campuchia đã đối đầu với Timor-Leste vài lần. Tôi nghĩ hai đội thì đều có trình độ ngang nhau. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc thi đấu trên sân nhà có thể truyền cảm hứng cho họ nhiều hơn nữa để giành kết quả tốt. Toàn đội đang có phong độ tốt, vì vậy hy vọng họ có ít nhất một chiến thắng vào bán kết. Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ chúng ta có thể giành huy chương vàng trước những đội như Thái Lan, Việt Nam. Thậm chí người hâm mộ Campuchia còn hy vọng. Tôi nghĩ rằng Campuchia đã tiến bộ đều đặn trong những năm gần đây. Họ đã thể hiện màn trình diễn đầy hứa hẹn. Mọi thứ đều có thể xảy ra và tôi rất mong đội tuyển Campuchia tiến xa nhất có thể, đặc biệt là vào vòng chung kết. Campuchia ở bảng A cùng với Indo, Myanmar, Philippines và Đông Timor, bảng đấu khá dễ thở. Campuchia đang đặt quyết tâm rất lớn giành vé chơi trận cuối cùng của đại hội năm nay. Trước đó, họ cũng đã có chuyến tập huấn tại Thái Lan. Có thể nói, Campuchia đang làm mọi cách để có thể giành huy chương trên sân nhà. Thậm chí không chỉ có những cách là quang minh chính đại mà còn có những trò tiểu xảo. Chưa thêm trận đấu, Thái Lan bất ngờ đã lên tiếng vì gặp khó khăn. Bởi vô chiến cho rằng, Campuchia đang gây khó dễ. Chia sẻ mới nhất, vị huấn luyện trưởng Sritaro của Thái Lan chia sẻ rằng phải liên tục đổi sân khiến cho nó ảnh hưởng tới thể trạng của các cầu thủ. Chủ nhà Campuchia có sắp xếp sân tập mới cho chúng tôi, nhưng vị trí khác xa. U22 Thái Lan mất công di chuyển hơn 1 tiếng, 2 tiếng, có sân thì 3. Dù điều kiện mặt sân khá tốt, ban tổ chức có trải cỏ mới, tình hình không quá lo ngại, nhưng về lâu dài chúng tôi không biết sẽ như thế nào. Ông cho biết, chúng tôi cảm thấy sẵn sàng, giờ là lúc toàn đội cần phải giữ sự tập trung và có thêm những cầu thủ hội quân muộn hơn. Tôi tin vào chất lượng của những cầu thủ và quá trình tập luyện. Tôi tin rằng Thái Lan có thể giành chiến thắng. U22 Việt Nam giống như Thái Lan khi đội chủ nhà đã lén lút giám sát cực kỳ nhiều trong cái giải đấu năm nay. Theo thông tin mới nhất thì Thái Lan cũng đã bị chủ nhà lén lút giám sát. Ban huấn luyện của đội tuyển U22 Việt Nam đã bất ngờ phát hiện một người đàn ông lén ghi hình trong buổi tập ngày 28 tháng 4 của thầy trò ông Trussier. Ngay sau đó, đội ngũ ban huấn luyện của Việt Nam đã liên hệ để yêu cầu người đàn ông đó dừng lại. Điệp viên này lạ mặt ngay sau khi đó đã rời khỏi vị trí, do vậy hiện vẫn chưa rõ là ai. Chia sẻ về vấn đề này, thành viên của ban huấn luyện Việt Nam cho biết điều này có thể gây ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của Việt Nam. Lào hoàn toàn có thể tiếp cận đoạn ghi hình, nhưng có thể ảnh hưởng sẽ không nhiều vì biết đấu pháp là một chuyện, quan trọng là Việt Nam phải chơi đúng về năng lực của mình. Khả năng cao Việt Nam và Thái Lan sẽ là đối thủ của Campuchia nếu lọt vào bán kết. Tại SEA Games thì Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Hiện tại U22 Campuchia đang đứng đầu bảng A với 3 điểm, hiệu số 4.
Hiệu số này thì nhiều hơn một so với Indo. Trước đó, môn bóng đá nam SEA Games 32 mở màn trong trận đấu giữa Indo và Philippines. Đội bóng xứ sở vận đảo với đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia được đánh giá cao hơn. Các học trò của vị huấn luyện viên Indira đã nhập cuộc đầy tự tin và thể hiện quyết tâm cao. Indo đã ép sân trong những phút đầu trận, tốc độ và khả năng xử lý bóng tốt. Sau giai đoạn lúng túng, Philippines bắt đầu với nhịp độ của trận đấu. Dù vậy, những pha tấn công của họ khá đơn điệu và thiếu tính đột biến. Indo nhìn chung vẫn chiếm ưu thế và sau đó đã có những cơ hội mà đối thủ cũng không thể nào ngờ được. Sau tình huống tổ chức tấn công bên cánh phải thì Fahim đã tạo điều kiện cho Marcelino Ferdinand ghi bàn mở tỷ số. Đây là bàn đầu tiên của bóng đá SEA Games 32. Sau giờ nghỉ, Indo kiểm soát thế trận. Philippines cố gắng tấn công nhưng họ thiếu sự gắn kết. Ngược lại, Indo cho thấy nhiều khoảng trống và nhiều cơ hội tấn công. Đội bóng xứ sở vận đạo tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên Indira và các học trò đã cho thấy những khả năng nổi bật của họ và đã ghi thêm được nhiều bàn thắng. Trong vòng 5 phút trước khi hết giờ thì Indo đã 2 lần chọc thủng lưới của Philippines, kết thúc trận đấu với chiến thắng là 3-0.